Sự phát triển của khoa học dữ liệu đã mang lại những bước tiến rất lớn cho ngành xây dựng. Các kỹ sư giờ đây đã có thể làm việc hiệu quả hơn thông qua mô hình BIM, mang lại ngày càng nhiều giá trị cho công trình. Dựa trên mục tiêu áp dụng BIM của dự án, chủ đầu tư sẽ là đơn vị đưa ra đề bài, bao gồm yêu cầu về mô hình BIM mà họ muốn nhận được, cách thức trao đổi thông tin và nhiều quy định khác. Đề bài này sẽ được đưa vào một tài liệu gọi là Yêu cầu thông tin trao đổi, Employer Information Requirement, gọi tắt là EIR. EIR cũng là căn cứ để đơn vị chủ đầu tư đưa ra các tiêu chí tìm kiếm các đơn vị phù hợp tham gia vào dự án. Các đơn vị được chọn, tùy vào nhiệm vụ trong dự án sẽ bắt đầu xây dựng kế hoạch thực hiện BIM Execution Plan, gọi tắt là BEP, nhằm đáp ứng yêu cầu mà chủ đầu tư đề ra. Trong quá trình thực hiện dự án, rất nhiều dữ liệu và thông tin cần trao đổi giữa các đơn vị tham gia dự án, và đây là lúc môi trường dữ liệu chung thể hiện vai trò của mình như là một công cụ để chủ đầu tư nhận được các tài liệu, tập tin mà họ yêu cầu. Đồng thời cũng giúp họ kiểm soát được chất lượng của các tài liệu này, đảm bảo sở hữu toàn vẹn dữ liệu công trình xuyên suốt dự án. Video sau đây sẽ giúp bạn hình dung được cách thức mà môi trường dữ liệu chung trở thành công cụ không thể thiếu cho đơn vị chủ đầu tư trong các dự án có ứng dụng BIM. Bắt đầu một dự án mới, chủ đầu tư sẽ khởi tạo một nơi lưu trữ tập trung cho dự án trên môi trường dữ liệu chung. Phân chia các thư mục lưu trữ tùy theo mục đích, thiết lập các quy trình quản lý tài liệu. Tiếp theo, họ sẽ mời các đơn vị tham gia dự án kết nối vào nơi lưu trữ này với các thiết lập phân quyền chặt chẽ, đảm bảo các dữ liệu được đưa đến đúng người và đúng thời điểm. Về phía nội bộ, chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án của mình hoàn toàn có thể trao đổi và quản lý tất cả các hồ sơ dự án từ kế hoạch, khảo sát, đấu thầu. Đặc biệt, tất cả các hành động và quyết định liên quan đều sẽ được lưu dấu, đảm bảo tính minh bạch và thông suốt. Ở giai đoạn thiết kế, đơn vị tư vấn có thể thực hiện các công việc nội bộ trên môi trường dữ liệu chung của mình và tạo ra một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu. Các hồ sơ này sẽ được nộp lên thư mục quy định trên môi trường dữ liệu chung của chủ đầu tư. Ở bước này, các đơn vị có thể sử dụng trực tiếp nền tảng web hoặc di động để duyệt hồ sơ, kể cả các bản vẽ 2D, mô hình 3D, hệ thống cung cấp các công cụ kiểm tra xung đột mô hình, xác thực bản vẽ được xuất ra từ mô hình, ghi chú và đánh dấu lên bản vẽ, so sánh các thay đổi giữa các phiên bản của tập tin. Chủ đầu tư sẽ luôn sở hữu các hồ sơ ở phiên bản mới nhất, dễ dàng tương tác với các mô hình mà không cần đầu tư các thiết bị máy tính cấu hình cao hay phần mềm thiết kế chuyên dụng. Ngoài ra, sau quá trình kiểm soát và duyệt hồ sơ, chủ đầu tư có thể sử dụng công cụ tạo các vấn đề kèm theo các ghi chú và gửi phản hồi cho đơn vị tư vấn. Các trao đổi sẽ được lưu trữ trong một môi trường tập trung, cho phép các bên theo dõi trạng thái cập nhật, giúp quá trình kiểm soát trở nên hiệu quả hơn. Giai đoạn thi công là giai đoạn có rất nhiều bên tham gia vào dự án, đồng nghĩa với việc có rất nhiều luồng thông tin đan chéo nhau. Việc kiểm soát được thông tin trong giai đoạn này là cực kỳ quan trọng và thử thách. Môi trường dữ liệu chung cung cấp môi trường kết nối các vấn đề, RFI, cuộc họp, đệ trình, từ đó kiểm soát tiến độ của dự án, đồng bộ thông tin giữa văn phòng và hiện trường. Ở giai đoạn này, nhà thầu và các đơn vị liên quan trong giai đoạn thi công sẽ tham gia vào CDE để cập nhật các thông tin xoay quanh dự án. Mô hình và hồ sơ hoàn công có thể được cập nhật trong suốt quá trình thi công. Dự án có thể kết hợp thêm các giải pháp để ghi lại nhật ký hình ảnh công trường và so sánh hình ảnh này với mô hình BIM. Với các dữ liệu được cập nhật liên tục, chủ đầu tư hoàn toàn có thể tạo ra các biểu đồ và lập thành các dashboard báo cáo cực kỳ nhanh chóng, giúp đơn vị quản lý nắm bắt được tổng thể sức khỏe dự án, đưa ra các quyết định hiệu quả nhằm giúp dự án được đi đúng tiến độ và đúng hướng. Việc bàn giao hồ sơ hoàn công và kết thúc dự án khi triển khai môi trường dữ liệu chung trở nên đơn giản hơn. Các dữ liệu về cơ bản đã được bổ sung theo yêu cầu trong suốt các quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư sở hữu một bản sao kỹ thuật số đầy đủ của công trình là cơ sở cho việc triển khai việc quản lý tài sản ở giai đoạn vận hành. Trên đây là những thông tin sơ bộ về việc môi trường dữ liệu chung giúp chủ đầu tư kiểm soát tổng thể, đồng thời sở hữu một bản sao kỹ thuật số, Digital Twin của công trình bao gồm cả mô hình hoàn công và tất cả các thông tin quan trọng được cập nhật trong suốt các giai đoạn. OneCAD Việt Nam là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp các giải pháp công nghệ ứng dụng quy trình BIM và số hóa các công tác quản lý dự án xây dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.